Bảo hành được 6 tháng chính hãng công ty nha anh em. Hàng này là bảo hành 6 tháng hết anh em. Em điện anh em ơi. Đấy, thử nha anh em. Cái này là nó 2300W anh em. Vòng tua là 3800 vòng trên phút anh em ạ. 3800 vòng trên phút. Quá nhanh luôn anh em, chất xét quá nhanh luôn, quá đẹp luôn. Khung chất trắng anh em, khung chất ghê luôn anh em. Hello anh em. Xin chào anh em đến với kênh video Quang Thái Gia Lai. Hôm nay Quang Thái giới thiệu với anh em một con máy cách xét bàn nha anh em. Cách xét bàn anh em. Nó có những cái của Nhật nha anh em. Bandai này anh em. Đấy. Technology Tokyo Japan anh em ha. Là cái này là công nghệ của Nhật nha anh em. Đấy. Có mẹ nó là BE352B anh em ha. Nguồn của nó là 2300W anh em ha. Đây. Đây là đá của nó nè anh em. Đường kính đá anh em là 355mm anh em ha. Vòng tua của nó là 3800 vòng trên phút anh em. Điện 220V hả? Tần số là 50Hz anh em ha. Đây lá cờ của Nhật này anh em. Có nghĩa là công ty này là của Nhật anh em ha. Nhưng mà đặt nhà máy tại Trung Quốc anh em ha. Bảo hành 6 tháng của chính hãng công ty anh em. Đây bảo hành 6 tháng anh em ha. Rồi, để Quang Thái full cho anh em xem ha. Đấy. Để Quang Thái full cho anh em xem. Máy bên trong mình thử nó như thế nào, nó sắc sảo không anh em. Cái này là phân khúc. Nó thuộc là phân khúc giá rẻ mà chất lượng ok nha anh em. Đấy. Nó thích hợp cho anh em mình bỏ ra một cái số tiền nó vừa phải nhưng mà vẫn làm thợ tốt nha anh em. Vẫn mua về dùng. Đấy. Mua về dùng tốt, không có vấn đề gì hết nha. Đó hành 6 tháng anh em ha. Đây anh em. Thì con máy mình full re thông thường thì như bao con máy anh em ha. Nó sẽ có một cái phiếu bảo hành chính hãng công ty này anh em. Hướng dẫn sử dụng ha. Đây phiếu bảo hành công ty nè. Đấy. Và một cái khóa để mình mở lưỡi anh em. Anh em ha. Thì mấy cái đó máy nào cũng có rồi. Anh em ha. Mấy cái đó thì máy nào mấy cách xét nào của nó cũng bao nhiêu đó anh em. Đấy, cái đây thùng rất là chắc chắn anh em. Đó, cái ré này anh em ha. Bỏ bong bong anh em ha. Cái bao vợ này chắc chắn anh em ha. Ôi khung chắc chắn rồi nhé. Rồi nước quen dòng rồi xem sao. Đấy, đây là đá, đường kính đá nè anh em. Đấy 350mm khung này anh em chắc chắn ha. Đây là tô anh em ha. Mình muốn chắc bao nhiêu độ thì mình có cái chỉnh độ trong đây anh em ha. Đây nè, 45 độ, 30 độ nè, 15 độ nè. Đấy, mình cắt thẳng nè. Mình xây cái mình nới ốc để mình xây cái này thôi anh em ha. Đấy. Cái này là mình muốn cắt bao nhiêu độ thì tô nhanh. Mình muốn dùng muốn tháo nhanh thì dỡ này lên. Xét này rất là chắc chắn anh em ơi. Khung quá chắc luôn á. Mẫu mẹ cũng đẹp nữa. Này cái thương hiệu của Nhật nha anh em. Bandai của Nhật anh em ha. Công nghệ Nhật. Bảo vệ đồ dày. Công tắc chắc chắn là so cũng lớn ha. Đấy. Cái này là anh em lưu ý là Quang Thái giới thiệu với anh em là hàng này là hàng giá rẻ nha anh em, nhưng mà chất lượng thì ok anh em ha. Đấy, chất lượng ok, bảo hành được 6 tháng chính hãng công ty nha anh em. Hàng này là bảo hành 6 tháng hết anh em. Em điện anh em ơi. Đấy, thử nghe anh em. Đấy. Cái này là nó 2300W anh em. Vòng tua là 3800 vòng trên phút anh em ạ. 3800 vòng trên phút. Quá nhanh luôn anh em, chất xét quá nhanh luôn, quá đẹp luôn. Khung chất trắng anh em, khung chất ghê luôn anh em. Đấy. Cái này là con thấy bao nhiêu luôn anh em. 1,5 triệu bao ship nha anh em. Cái này 1,5 triệu bao ship anh em ha. Anh em coi cái lưỡi của nó lách không anh em để anh em biết hàng như thế nào anh em.
cái này bao thờ luôn anh em. Đó, anh em thấy không? Cái lưỡi á, mà nó khi mà nó chạy á, mà nó thẳng á, là hàng đó là dùng ok đó anh em. Cắt cái nhát, cắt nó thẳng anh em. Mình cắt nó nhanh và nó chính xác nữa. Nó không ví dụ như bị lắc á, là mình cắt xuống nó quơ anh em. Giống như cái xe Honda mình hoặc là cái xe đạp á, mà mình nó bị lắc á, thì mình đi nó cứ èo 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 anh em. Còn cái này nè. Cùng chắc 1,5 triệu trong bao ship anh em ha. Đấy, anh em nào có nhu cầu hay cần liên hệ thì có số điện thoại trên màn hình anh em, điện thoại Quang Thái trên màn hình anh em ha. Anh em cứ điện thoại rồi Quang Thái gửi hàng cho anh em nhé. Rồi thì mấy cái thông số này thì đấy anh em, cái máy nào nó có số series như thế này. Đấy, số ri bảo hành anh em, này thông số thực là trên máy đây, trên thân máy đây. Đấy, thì đợi công ty bảo hành cho mình nó đảm bảo anh em. Đó, mấy cái hàng mà hàng công ty á, thì đa phần là có số ri hết anh em. Đợi công ty biết cái máy này đã bán ra và bảo hành cho khách. Anh em chế độ bảo hành thì anh em cứ yên tâm ha. Hàng rất là chắc chắn. Rồi, bây giờ thì cũng kết thúc video rồi. Xin chào anh em, xin chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em.